Hiện tại trường gió Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ mạnh nên hôm nay 10 tháng 6, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu mưa nhiều, tuy nhiên mưa lớn thường xảy ra vào chiều và tối. Trong cơn dông còn có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa lớn có khả năng gây ngập úng ở một số vùng trũng thấp và khu vực đô thị. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 84 đến 88%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đức Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 83 đến 88%. Huyện Côn Đảo ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 81 đến 86%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 6, nước lớn mức cao nhất 355 cm vào lúc 7 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 60 cm vào lúc 0 giờ.